Xin chào và chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hà Nội Computer Quick Review. Và trên tay mình là chú chuột ghi The Gaming Mouse GM2. Và nhìn cái thiết kế của nó thì hơi thô kệch một chút. Tuy nhiên rằng là thông số của nó thì rất là đảm bảo với một chú chuột tầm trung đấy. Nên là anh em hãy cùng mình đi tiếp vào bài review này nhá. Và đúng là những cái phần vỏ hộp của nó thì nó hơi xấu một chút và nó được làm bằng giấy. Tuy nhiên rằng là cái thiết kế của sổ hướng dẫn thì lại cực kỳ là đẹp. Nó được in chất liệu khá là tốt và cung cấp rất là đầy đủ thông tin cho anh em. Và nó cũng là bằng tiếng Anh nữa nên thay vì các anh em phải lên trên mạng để tìm hiểu thông tin thì có thể đọc hết là biết hết được rồi đấy. Ok, nhân vật chính của chúng ta là một chú chuột hoàn toàn là một cái màu đen và nó được thiết kế qua cổng USB ở đây. Với một cái dây dẫn bọc dù và chiều dài của dây dẫn này là khoảng 1,5 hay là 1,8 mét gì đó. Tiếp theo nữa thì chú chuột này được thiết kế với cái chất liệu nhựa và phủ ở bên trên là một lớp cao su. Thì điều này nó sẽ là một cái khuyết điểm đối với những bạn bị da mồ hôi tay. Hai bên hông của nó thì cũng không được bọc nhám. Nó sẽ không bám tay cho lắm khi mà các anh em cần cầm nắm để chơi game, combat các thứ. Và phần đèn led của nó thì được bổ sung ở một cái rãnh tiếp giáp với mặt phẳng của chú chuột, như các bạn có thể thấy ở đây. Kích cỡ của chú chuột này thì nó khá là lớn và nó phù hợp cho cả những anh em tay to rồi là cầm theo kiểu palm grip, claw grip hoặc là finger grip đều có thể vừa. Và cái trọng lượng của nó thì cũng khá là nặng đấy, nó nặng phải tầm 130g. Chú chuột này thì được thiết kế dành riêng cho những người thuận tay phải với 6 nút bấm ở trên bề mặt của nó, gồm 2 nút chuột trái phải, 1 nút cuộn, 1 nút để điều chỉnh DPI mà hãng sản xuất còn chú ý là một cái hình người chạy đi này, rồi là 2 cái nút phần bên hông để điều chỉnh backward với cả forward. Các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh những cái nút này hoặc là điều chỉnh đèn led qua một cái phần mềm được gọi là GM2 Gaming Mouse Software mà các bạn hoàn toàn có thể tìm nó ở trên mạng. Và nếu mà để mình phải chê một điểm mình không thích ở chú chuột giá rẻ mà thông số lại rất là đảm bảo như thế này thì mình nghĩ rằng là ở cái phần đèn led của nó. Như các bạn có thể thấy thì đèn led nó được thể hiện một cái rãnh rất là nhỏ ở cái mặt tiếp giáp của chú chuột này với mặt phẳng. Và đèn led này thì các bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc rồi là chế độ. Tuy nhiên rằng là với nhiều chế độ đèn led như thế này mà màu sắc của nó thì lại không quá là phong phú và nổi bật. Và thêm vào nữa thì phần logo này nó chỉ được sáng lên khi mà các bạn bật đèn led, như kiểu nó được hắt lên từ cái phần đuôi này lên đây vậy. Nên là với cái phần đèn led không được làm tỉ mỉ như thế này thì mình nghĩ rằng đây là một cái khuyết điểm không đáng có của nhà sản xuất. Tuy là mình không ưng một chút về đèn led của chú chuột này nhưng thông số của nó thì mình buộc phải khen thôi. Nó sử dụng cái mắt đọc sensor PMW3325 mà nó có tên gọi cũ là Avago ấy, rồi là switch, là switch quang học. Và cái mắt đọc 3325 này thì nó tương thích với mức DPI lên đến 10.000 mà anh em có thể tùy chỉnh nó với 6 mức độ. Polling rate là 1.000 hertz và IPS của nó là 100 inch trên giây. Thì với tất cả những cái thông số này nó thể hiện sức mạnh của chú chuột trong việc chơi những tựa game FPS hoặc là những tựa game MOBA. Tổng quan về chú chuột này thì mình nghĩ rằng đây là một chú chuột giá thì được gọi là tầm rẻ so với những chú chuột gaming mà thông số của nó thì rất là ok. Và mình cũng đã test thử nó qua một số tựa game FPS như là CSGO chẳng hạn. Thì cái cảm giác, cái trải nghiệm của mình với chú chuột này nó rất là ok đấy. Và nếu mà anh em muốn tận tay trải nghiệm nó thì hãy đến với các showroom của Hà Nội Computer trên toàn quốc. Sản phẩm này đang được bảo hành 24 tháng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.